chống cộng, thiên tàn phá hoại đất nước. Nhưng mà đất nước vẫn vươn mình và đứng lên, và cuộc sống người dân ngày càng ấm no hạnh phúc. Các bạn thấy tiệc tùng lễ hội họ vẫn luôn vui vui chơi và để đặng và vươn lên cái cuộc sống khó khăn. Các bạn thấy đất nước mình anh chị em, các bạn thấy tiệc tùng ở Việt Nam mà đám cưới coi như là 3 ngày 3 đêm luôn, và một ngày nhóm họ bên ngoại, một ngày bên cô dâu, một ngày bên chú rể, rồi một ngày nhóm họ. Đám tiệc ở Việt Nam thì khỏi chê luôn, đất nước mình. Trong khi đó mấy cái đám mà xuyên tạc chống phá đất nước, nó cứ leo lên mạng, nó dùng những cái chiêu trò bẩn thỉu của nó để đặng mà nó xuyên tạc phá hoại đất nước. À, anh chị các bạn thấy đó, đất nước quê hương của mình này, nó hoàn toàn khác biệt với những gì mà những cái đám mà nó chống phá đất nước. Tôi nói và nó là rất cảm động khi tôi về quê hương, thấy cái quê hương đất nước mình, thấy cái quê hương đất nước mình nó không như là những gì cái tụi nó tuyên truyền các bạn thấy đó. Cho nên lý do vì vậy mà anh em chúng ta có mặt trên không gian mạng này, các bạn, mỗi chúng ta góp chung nhau một tiếng nói, phải đẩy lùi cái đám xuyên tạc chống phá đất nước. 46 năm về trước, bánh xe lịch sử của cha anh chúng ta đã nghiền nát chúng nó. Và ngày hôm nay trên không gian mạng này, anh em chúng ta đoàn kết với nhau và tiếp tục nghiền nát chúng nó, để chúng nó không còn cái cơ hội để đặng mà gọi là xuyên tạc chống phá quê hương. Đời mình chỉ ước ao đất nước này sẽ ngày càng phát triển, đổi mới, thịnh vượng, ai cũng có công ăn việc làm, đời sống ổn định. Về với quê hương mình chỉ nghĩ thế thôi các bạn, mình không có nghĩ gì chân á, còn ai nghĩ gì lên mình như thế nào thì tùy họ thôi. Chứ mình là một cái thằng gọi là ăn nên làm ra, mình không có, mình coi thường về vật chất lắm, mình sống vô tư lắm anh chị các bạn, rất là vô tư. Thôi lại mình xin chào anh chị các bạn nha, bye 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 bye, tại mình đi dự tiệc thấy